Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 1 Tân Hôn Ngồi thảm phúc, một phong tục truyền thống thời xưa, sau khi được đưa về phòng tân nương sẽ ngồi trên một tấm thảm màu đỏ theo chữ phúc. Lâm Di khẽ gật đầu đáp một tiếng, từ khi đến Lâm Gia, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người nói chuyện với mình thân thiết như vậy cha nàng bị vạch tội hiện còn ở trong mục ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi lâm gia vẫn y theo hôn ước cưới nàng vào nhà chữ lâm trong tên lâm di là chữ lin có nghĩa là ngọc quý họ lâm của nhà chồng là chữ lin mang nghĩa là cánh rừng từ một danh môn khuê tú trở thành con gái của tội thần không phải nàng chưa từng nghĩ tới việc lâm gia sẽ từ hôn nhưng đại gia của Lâm gia tới cửa nhiều lần, nói rằng sẽ không để ý danh tiếng của nàng. Người trong tộc cũng nói Lâm Lang là người có thể dự dẫm được, thế nên nàng mới yên tâm bước lên kiệu hoa. Lang, cách gọi con trai trong nhà thời xưa, có thể thêm họ hoặc thứ tự trong nhà để gọi, hoặc thêm cả hai, ví dụ con cả của nhà họ Lâm thì người ta có thể gọi Lâm Lang, Nhất Lang hoặc Lâm Nhất Lang. Hỉ nương chỉnh giường chiếu, nhưng lại không nhìn thấy táo, hạt rẻ và lạc đâu cả bèn cười an ủi nhất định là mấy mama bận rộn nên quên nãi nãi cứ ngồi chờ một lát nữa mama đến tôi sẽ nhắc nhở họ rắc lên sau một tiếng cạch rất khẽ tiếng bước chân vang lên có lẽ là lâm chính thanh trở về hỉ nương dâng rượu hợp cẩn lâm di đưa tay đón lấy nhưng người đối diện vẫn chậm chạp không chịu đưa tay ra một cây quạt được đưa tới vén chiếc khăn lụa đỏ thêu tơ vàng trên đầu nàng Lâm Chính Thanh nhìn mặt Lâm Di xong mới để Hỉ Nương đỡ nàng uống rượu hợp cần với mình. Uống xong, hắn trầm giọng bảo Hỉ Nương lui ra. Lúc này Lâm Di mới ngẩng đầu nhìn nam nhân đang cau mày ở đối diện. Đại Lang của Lâm gia tài mạo song toàn là chuyện người người ở triều Đại Chu này đều biết. Nàng đã nghe quen tai người khác tán thưởng hắn, nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy. Thấy gương mặt âu sầu của đối phương, nàng cũng không hề kinh ngạc. Lúc ngồi trong khuê phòng chờ kiệu hoa, nàng đã nghe thấy hắn cười hết sức miễn cưỡng, rồi sự lạnh nhạt và xa cách của hắn sau đó càng thêm chứng thực suy đoán trong đầu nàng. Lâm Chính Thanh không muốn thành thân với nàng. Nếu đã không tình nguyện thì cần gì phải cưới nàng về. Trong phòng không còn ai khác, Lâm Chính Thanh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế có lót đệm gấm, thản nhiên dẫm lên vạt váy hỉ phục bằng gấm đỏ thượng hạng trải rộng trên nền đất, không hề che giấu vẻ lạnh nhạt trên mặt. Trần Lục Tiểu Thư có tiếng hiền hậu nên ta cũng nói thẳng luôn vậy. Tuy Trần Đại Nhân vẫn còn ở trong ngục, nhưng nếu ta và Tiểu Thư đã có hôn ước, vậy Lâm Gia sẽ nuôi Tiểu Thư đến già. Giọng Lâm Chính Thanh hết sức xa cách, nói tới hai chữ, đến già, thì cố ý dừng lại. Khi trước là do Lâm Gia tới cửa cầu hôn nên mới có chuyện cưới gả này, chẳng ai ngờ sự đời đổi thay mà Lâm Chính Thanh lại cực kỳ không ưa nàng. Lâm Di cũng muốn làm rõ nhân quả trong chuyện này nên chỉ mím môi không lên tiếng, chờ Lâm Chính Thanh nói hết. Lâm Chính Thanh tỏ ra ghét bỏ, ta nghe nói tiểu thư bị bệnh nặng nên mới đồng ý cho tiểu thư một danh phận. Không ngại nói cho tiểu thư biết luôn, phụ thân tiểu thư chịu trọng hình, chẳng cầm cự nổi quá hai ngày, nếu tiểu thư là đứa con có hiếu thì nên đi theo phụ mẫu mình cho tận hiếu. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Lâm Chính Thanh lại chán ghét mình như vậy, thì ra là vì bây giờ nàng không giống người sắp chết. Lúc ấy nàng bận tâm tới việc phụ thân bị hàm oan, dù thế nào cũng không muốn thành Bắc Mang Hương Nữ, mà điều này thật sự nằm ngoài dự tính của hắn. Bắc Mang Hương Nữ, ý chỉ người phụ nữ đã chết, Bắc Mang ở đây là tên một địa danh tại Lạc Dương, Hà Nam, là nơi chôn cất của nhiều vương hầu công khanh thời Đông Hán và Bắc Ngụy, sau mang hàm ý chỉ mộ địa. Nghe xong lời của Lâm Chính Thanh, bản thân lâm di cũng bình tĩnh lại nàng nói nếu công tử đã không muốn thì có thể đưa ta về lại trần gia đối phương không khóc cũng không ầm ĩ hơn nữa còn có thể nói một câu như vậy khiến lâm chính thanh vô cùng bất ngờ hắn ngớ người một thoáng rồi cười lạnh sau khi bị trần gia vội vã gà ra ngoài như vậy tiểu thư cho rằng họ còn chấp nhận tiểu thư nữa sao lâm gia chúng ta trọng danh tiếng nên đành cưới tiểu thư vào cửa bằng không trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế. Người như tiểu thư, chỉ có thể chết già trong khuê các mà thôi. Công tử thế gia trước giờ luôn giỏi giả vờ thanh cao, bất kỳ chuyện gì cũng dùng từ ngữ nhẹ nhàng, dễ nghe để nói ra. Nay đối mặt với Lâm Di, một cô gái yếu đuối, Lâm Chính Thanh cũng chẳng buồn tiếp tục vờ vịt nữa, nếu đã nói tới đây thì chẳng thà cứ huỵch tuyệt cho xong mũ phượng trên đầu như muốn đè gãy cần cổ mảnh khảnh của Lâm Di, song ánh mắt nàng vẫn cứng cỏi như trước. chắc không chỉ vì danh tiếng của Lâm gia thôi nhỉ? Thế gia danh môn ngoài mặt thanh cao nhưng sau lưng đều lấy lợi ích làm đầu. người ta nói nàng hiền lương tục đức, thực tế cũng chỉ là một thứ vô dụng với miệng lưỡi sắc bén mà thôi. Lâm Chính thanh thẹn quá hóa giận. Đại Chu không thiếu phụ nữ xinh đẹp nhưng ta vẫn cưới cô làm chính thê, cô còn không hài lòng cái gì? Nếu là kẻ thông minh thì hẳn là biết nên kết thúc thế nào cho gọn gẽ, nói không chừng ta sẽ nghĩ tới sự thông minh của cô mà giữ gìn thanh danh cho cô. Thanh danh? Lâm Di cười khẩy, nếu người ta đã muốn nàng chết, chắc chắn sẽ không để nàng lại rồi chiếm mất vị trí chính thê của hắn ta. Huống chi, những thứ này đối với nàng không đáng một xu. Nhìn thấy vẻ chế giễu trên mặt Lâm Di, sắc mặt Lâm Chính Thanh càng thêm khó coi, nói cho cùng nàng ấy mới thật sự là lương thiện dịu dàng thương hại cô mới đành chịu ấm ức làm vợ kế nhưng theo ta thấy nàng ấy cũng không cần mang danh vợ kế làm gì bởi một người đàn bà như cô còn chẳng xứng tiến vào từ đường của lâm ra nàng ấy thì ra là vậy nghe thấy lời ca ngợi của lâm chính thanh lâm di chỉ thấy buồn nôn muốn nhỏm dậy tránh xa hắn lại phát hiện cả người không còn chút sức lực lâm di đưa mắt nhìn chén rượu hợp cần ngay cả chuyện như hạ độc trong rượu mà lâm gia cũng làm được. Cô còn chưa sinh con cho ta, lại càng chưa hầu hạ trưởng bối ngày nào, dù ta không chịu lập cô làm chính thê thì cũng sẽ chẳng bị trách là bạc tình. Ngày đầu tiên nàng vào cửa đã muốn gờ yêu ta ết chết nàng, hơn nữa còn lấy chuyện không con với đạo hiếu ra sỉ nhục nàng. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Lâm Chính Thanh nói đến đây thì tỏ vẻ như bản thân đã bị lừa. Huống nhánh cả bối Trần gia đã nói, phụ thân cô chỉ là con thứ, mà cô chỉ là một ả tiện nhân chẳng đáng một đồng. Lâm Di nghe đến đó thì choáng váng, cha rõ ràng là con trai trưởng trên gia phả, vậy mà bọn họ lại dám đổi trắng thành đen giành lấy vị trí này. Ta cũng chẳng ngại mà nói cho cô biết, nếu không nhờ có người Trần gia giúp đỡ, sao ta có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy. Lâm Chính Thanh dừng một thoáng, trước khi thành thân cô đã hóa điên vì quá đau buồn. Trên dưới Trần gia đều có thể làm chứng, sau rồi Tân Nương tử phát điên, phóng hỏa ngay trong ngày thành hôn. Lâm gia chúng ta là người bị hại, Trần gia muốn bồi thường nên để ta cưới một vị tiểu thư khác trong nhà. Tính toán chu toàn đến mức này, xem ra Lâm Chính Thanh thật sự đã dốc hết tâm tư. Nàng bị ép chết nhưng Lâm gia lại trở thành bên chịu hết ấm ức. Người ngoài đều nói đại lang Lâm gia là một thiếu niên tuấn tài, Cần gì phải làm khó một thiếu nữ yếu ớt như tôi." Lâm Di nói rất khẽ, nhưng trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thiếu niên tuấn tài, bốn chữ vốn khiến Lâm Chính Thanh đắc ý, vậy mà thốt ra từ miệng Lâm Di lại nghe có vẻ đầy châm chọc. Lúc này mà còn mạnh miệng. Lâm Chính Thanh cười lạnh, đều là con gái nhà họ Trần, nhưng cô không bằng được một nửa nàng ấy. Nàng ấy thương hại cô mới đồng ý để ta cưới cô làm chính thất. Nay nghe cô ăn nói như vậy, ta thấy nàng ấy mới xứng danh tục nữ hiền lương, còn cô chỉ là một ả à đàn bà độc địa mà thôi. Người có thể được Lâm Chính Thanh gọi là tục nữ hiền lương, sẽ là dạng người gì đây? Lâm Chính Thanh đứng dậy cầm ngọn nến dán chữ hỉ, si, đỏ rực châm lửa đốt màn, ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt chừng chiếc màn lụa, đóa hoa mẫu đơn đang độ nở rực được bày trên bàn bị ngọn lửa qua, cánh hoa liền co lại bắt lửa rồi rơi xuống đất. Ánh lửa hắt lên một bên sườn mặt của Lâm Chính Thanh khiến hắn càng thêm tuấn tú. Đôi lông mày đen nhánh nhướng cao đầy kiêu ngạo, trong mắt ẩn chứa ánh sáng tựa ngọc thô chưa được mài rũa. Lần đầu tiên nhắc đến hôn sự của nàng người trong nhà đã nói, Đại lang Lâm gia xuất thân danh môn, 12 tuổi đã đỗ tú tài, 15 tuổi chúng giải nguyên, 16 tuổi đậu cống sĩ, cùng năm lại chúng đồng tiến sĩ được vào Hàn Lâm Viện nhậm chức thứ cát sĩ. Ai cũng khen hắn thông minh tài giỏi, tương lai nhất định là một trong những thần tử trụ cột của triều đình. Tú tài tương đương với bằng cấp 3 hiện giờ, người đậu tú tài sẽ bắt đầu thi hương, người đỗ đầu kỳ thi hương được mệnh danh là giải nguyên. Cống sĩ tương đương với tiến sĩ thời nay, chức danh cho những ai qua được kỳ thi hội. Đồng tiến sĩ là những người đỗ ở giáp thứ 5 thời tống, sau tới thời minh thanh thì chia thành ba giáp và những người đỗ ở giáp thứ ba gọi là đồng tiến sĩ thứ cát sĩ là chức danh cho những người chuẩn bị thi đình kỳ thi cao nhất khi ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu thư trốn khuê các nên ngượng ngùng không dám nghe ngóng quá nhiều chỉ biết rằng lâm chính thanh ở tiền viện làm khách thì tim liền đập thình thịch thật không thể ngờ vị lâm đại lang trong miệng người khác và người đứng trước mặt nàng bây giờ lại khác nhau xa đến vậy lâm chính thanh cười nhạt lúc mẫu thân ta đến nhà cô cầu hôn, nghe nói Khang quận vương cũng muốn cưới cô làm quận vương phi. Nói đến đây, hắn tỏ ra xem thường, ta chỉ cho rằng Khang quận vương xem trọng danh tiếng hiền thục của cô, thì ra đều là có mưu đồ riêng mà thôi. Dứt lời hắn xoay người đi ra ngoài. Lửa cháy đến đỉnh đầu Lâm Di, nóng đến mức nàng không thở nổi. Khang quận vương cũng vì lời đồn này mà gần như toàn bộ nữ tử trong kinh đều hâm mộ nàng. Nhưng cha sợ nàng gả vào hoàng gia sẽ chịu khổ, cho nên mới chọn con cháu dòng dõi thư hương môn đăng hộ đối. Cha nàng và Khang Quận vương vốn có qua lại, sau khi cha xảy ra chuyện, nàng từng nhờ nhũ mẫu đến chỗ Khang Quận vương hỏi thăm tin tức, hy vọng hắn ta có thể giải oan giúp phụ thân. Sau đó nàng mới biết được, Khang Quận vương lập công to trong vụ án của cha, được hoàng thượng khen thưởng long trọng, không chỉ được tứ hôn mà còn được ban cho phủ đệ riêng cha nàng đã bị chính cái người cha suốt ngày khen bên miệng hãm hại cả nàng và cha đều tin sai người chẳng ai ngờ được hai người đàn ông mà phụ nữ ao ước tới cửa cầu cưới vốn chẳng phải là phúc của nàng mọi thứ trước mắt dần mơ hồ lâm di đau đớn siết chặt nắm tay nàng vẫn chưa giải oan được cho cha lig ngực càng lúc càng nặng nề bên tai vang lên tiếng la hét của hạ nhân dập lửa mau dập lửa tiếp theo là tiếng kêu hoảng hốt của Lâm Chính Thanh, xảy. Xảy ra chuyện gì? Mau, mau tới cứu người. Lâm Di cố gắng mở to hai mắt nhưng chỉ nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên. Có ai đó mở cửa ra, gió thổi vào càng khiến lửa bắt vào những vật dễ cháy trong phòng nhanh hơn. Thế rồi trước mắt nàng chỉ còn một màu đỏ rực, vùng đỏ đó như biến thành một dải lụa đỏ phất phơ. Lần đầu tiên vào kinh đến chùa Thanh Hoa cầu phúc, nàng có thắt một giải lụa đỏ trên cành cổ thụ trước chùa chỉ vì nghe nói cây này rất linh thiêng. Nàng nhắm mắt lại, cầu cho người nhà được bình an vui khỏe. Vừa cầu xong thì trời chợt nổi gió, nàng giữ chặt làn váy để không bị gió thổi bay. Lúc vô tình ngẩng đầu lên thì thấy giải lụa đỏ nàng tự tay buộc vào cành cũng bay phấp phới giữa muôn vàn cánh hoa bay trong không trung. Khi ấy cũng vừa hay có một cánh hoa giạt về phía nàng, nàng theo bản năng nhắm mắt lại cánh hoa rơi xuống trên trán nàng, cảm giác lành lạnh. Mọi người đều nói là Phật tổ hiển linh, nguyện vọng của nàng nhất định sẽ thành. Nàng nghe nhưng không để bụng, chỉ nhón cánh hoa đưa lên chóp mũi, mỉm cười thưởng thức mùi thơm nhàn nhạt, nhạt thanh nhã từ nó. Năm đó nàng 13 tuổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 2, Sống Lại. Người một nhà đoàn tụ là chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ thương cho mấy đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đường từ Phúc Ninh đến Kinh Thành xa xôi, mà khí hậu hai miền Nam Bắc lại khác nhau nên cô con gái mới 13 tuổi của Tam Lão Gia là Trần Lục Tiểu Thư vừa vào kinh liền ngã bệnh, sốt cao suốt 3 ngày mới tỉnh. Trời ấm liên tục hai ngày, hoa đào trong sân đều nở rộ. Đám tiểu nha hoàn đang lựa những nhành hoa đào trắng đẹp nhất ở đầu cành để hai xuống, bỏ cành lá thừa lẫn đài hoa, phơi khô rồi cất đi để sau này dùng. Bánh hoa đào là loại bánh nàng thích nhất. Lâm Di dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi tháo đai chán xuống. Quất hồng vội vàng đặt chén thuốc trong tay xuống. Tiểu thư vẫn nên đeo thêm một ngày nữa thì hơn. Bệnh của tiểu thư vẫn còn chưa khỏi hẳn mà. Lâm Di đưa chiếc đai chán cho quất hồng, nói bằng chất giọng hơi khàn khàn, ta khỏe rồi. So với việc nằm yên không thể nhúc nhích mặc lửa thiêu đốt thì cuộc sống bây giờ đã khác biệt như trên trời và dưới đất vậy. Sau khi ngất đi trong căn phòng lửa cháy hừng hực kia, mở mắt ra lại phát hiện bản thân đã trở về lúc 13 tuổi, ban đầu nàng còn không dám tin, hồi sau mới nhận ra tất cả đều là thật. Lâm Di đưa tay sờ lên thành giường bằng gỗ hoa lê chạm khắc rồi lại nhìn về chiếc bàn lùn bên cạnh giường, bên trên là một chiếc hoa đăng nhỏ. Mặt hoa đăng có vẽ hình một người phụ nữ đội nón lá chống gậy chèo thuyền đến đón nữ quyến trên bờ đi dạo quanh hồ đây là lễ vật mà tổ mẫu đã cố ý bảo đại bá mẫu chọn trong kho tặng cho nàng tổ mẫu bà nội đại bá mẫu bác gái cả mẹ lâm di sinh ra anh trai và nàng xong liền qua đời cha đã cưới gì em gái ruột của mẹ nàng làm vợ kế cha nhậm chức ở phúc ninh mấy năm nay mẹ kế và hai anh em nàng cũng đi theo cùng rất ít khi vào kinh lần này là do đại bá phụ viết thư bảo cha nhất định phải dẫn vợ con vào kinh cho nên mới có chuyến đi này. Cả nhà nàng sống ở Phúc Ninh rất bình yên, tất cả mọi vinh nhục và khúc mắc đều xảy ra sau chuyến vào kinh này đây. Đại bá phụ, bác cả. Trước khi vào kinh, cha và mẹ kế từng nhiều lần lần nói đến hai vị bá phụ và tổ mẫu. Hai vị bá phụ trước giờ luôn xa cách với nhà bọn họ, sao lần này lại đột nhiên trở nên thân thiết như vậy? Khi ấy nàng không để tâm mấy tới lời của cha mẹ chỉ mải mê lắng nghe ca ca kể kinh thành náo nhiệt đến thế nào. Bây giờ nghĩ lại, thì ra việc bảo cả nhà bọn họ vào kinh chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của đối phương. Trần gia chia làm hai nhánh, nhà Lâm Di thuộc nhánh thứ hai. Đồng thị, lão thái thái nhánh thứ hai cũng không phải là tổ mẫu ruột của nàng. Cha nàng và hai vị bá phụ không phải là huynh đệ cùng một mẹ, cha nàng là do Triệu thị đã qua đời sinh ra. Còn hai bá phụ là do Trần Lão Thái Thái Đồng thị sinh. Theo lý thuyết thì tổ mẫu ruột của nàng mới là chính thất, cha nàng là trưởng tử con vợ cả, Đồng thị là vợ kế nên dù con bà ta sinh ra trước thì cũng không được coi là con vợ cả. Nhánh thứ hai của Trần gia tranh đoạt danh phận con vợ cả đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Trước khi chết nàng chỉ biết là Đồng thị đã gạch tên tổ mẫu ruột ra khỏi gia phả, cha cũng từ con vợ cả biến thành con vợ lẽ tranh vị trí con trưởng chỉ là bước đầu tiên, Lâm Di tin rằng lợi ích lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu xuân vẫn trói trang như xưa. Nếu là trước đây, nàng sẽ không bao giờ ngờ được, mấy năm sau mình sẽ có kết cục thê thảm đến vậy. Bị hôn phu hại chết ngay trong ngày thành hôn. Tất cả mọi chuyện như một chiếc lưới khổng lồ dần dần thu hẹp lại, tới khi nàng phát hiện thì chiếc lưới đã khép chặt, vùng vẫy thế nào cũng thoát không khỏi. Đến lúc chết nàng vẫn không biết rốt cuộc là ai ở sau màn mưu tính mọi chuyện. Bây giờ có cơ hội, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Lục tiểu thư, người mau uống thuốc đi." Quất Hồng đưa bát thuốc trên bàn cho Lâm Di. Quất Hồng và Linh Lung là nha hoàn đã theo nàng từ nhỏ, sau này cũng theo nàng gả vào Lâm gia tối hôm ấy lâm chính thanh đã cho người lừa bọn họ ra ngoài lúc lửa bùng lên nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng quất hồng gào khóc ở ngoài cửa tất cả đều là chuyện kiếp trước đã qua rồi lâm di thở phào nhận lấy bát thuốc quất hồng lại cầm lấy đĩa mứt trên bàn lên tiểu thư cố chịu đựng uống thêm hai thang nữa chắc sẽ khỏe hẳn thôi nàng nhớ được lần bệnh này mới chỉ là khởi đầu sau này nàng vẫn thi thoảng bị bệnh mãi đến khi nàng và lâm gia có hôn ước, bệnh trong người mới coi như khỏi hoàn toàn. Vì phải dưỡng bệnh nên phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng không ra, rất hiếm khi biết đến chuyện bên ngoài. Lúc ở Phúc Ninh nàng luôn rất khỏe mạnh, vì sao vừa vào kinh liền bệnh tật liên miên, mãi không khỏi. Lâm Di đặt bát thuốc trở lại bàn. Quất Hồng vừa định khuyên nhủ thì Lâm Di đã mở nắp chiếc bình nhổ nước bọt khắc hình hoa kim ngân màu hổ phách. Đổ toàn bộ thuốc vào đó. Tiểu thư, sao? Lâm Di đưa tay lên môi suýt, một tiếng, ta khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa. Mặc cho ai bệnh tật triền miên trên giường bệnh, đương nhiên chỉ có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Muốn làm rõ mọi chuyện thì trước hết, nàng phải hết sức cẩn thận, không được phép đi sai bước nào cả. Cho dù mới đầu cũng chỉ có thể đoán mò, nhưng chỉ cần tìm ra chút đầu mối nàng tin chắc sau này sẽ càng dễ dàng điều tra ra hơn. Nhìn nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt tiểu thư, quất hồng bất giác nốt lời muốn nói xuống. Sau lần bị bệnh này, tiểu thư nhà nàng hình như khác trước rất nhiều, nhưng nàng lại chẳng nói rõ được cụ thể không giống chỗ nào, chỉ biết là thần thái càng thêm sáng láng, cử chỉ cũng chững chạc hơn. Quất hồng còn chưa hồi hồn thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Linh lung đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy lâm di tươi tỉnh ngồi trên giường mặt mày cao có của cô ta cũng lập tức giãn ra trông tiểu thư khỏe hơn nhiều rồi này quất hồng cười nhận lấy váy áo đã phơi khô trong tay linh lung sao đi lâu vậy linh lung lập tức sụ mặt lúc nãy sau khi dặn dò tiểu nha hoàn lấy quần áo trên xào phơi xong nàng định đến nhà bếp lấy ít thức ăn mềm dễ tiêu hóa cho tiểu thư ai ngờ phải nghe nữ đầu bếp trách mắng một hồi nàng mới cãi lại vài câu thì nữ đầu bếp kia càng to tiếng hơn, cuối cùng rất đông hại nhân còn chạy tới hóng chuyện. Có phải nhà chúng ta cũng đâu phải là không có quy tắc, chỉ là tiểu thư bị bệnh, sức khỏe suy nhược, mấy ngày nay chỉ toàn ăn cháo, không bồi bổ thì sao lại sức được. Cái gì mà quá giờ cơm không được ăn, chúng ta có phải hòa thượng đâu mà phải tuân thủ giới luật chứ. Linh lung nói tới đây thì tức đến mức mặt đỏ gay, quất hồng nghe mà cũng nhíu mày những lời sau đó còn khó nghe hơn cái gì mà chúng ta coi nơi này như là khách điếm ngồi mát ăn bát vàng đòi người khác phải hầu hạ cung phụng quất hồng không nhịn được nói nói vậy cũng quá đáng rồi trần gia còn chưa chính thức tách ra ở riêng nhưng do cha nàng luôn ở bên ngoài nhậm chức còn tổ trạch thì lại do đồng thị quản lý nên cũng khó trách bây giờ hạ nhân đều coi bọn họ như phường ăn nhờ ở đậu dù vậy việc đấu võ mồm chỉ là chuyện nhỏ Quan trọng hơn là khi bị người khác hãm hại, bọn họ cũng không hề hay biết. Tuy bây giờ toàn bộ sự vụ của nhánh thứ hai Trần gia đều do đồng thị quản lý, song cha nàng vẫn là trưởng tử con vợ cả trên gia phả, đồng thị muốn sửa gia phả thì phải mua chuộc người trong tộc. Nói cách khác, hiện giờ nàng vẫn còn thời gian thay đổi chuyện sắp xảy ra. Lâm Di vừa nghĩ đến đây, bên ngoài chợt có người hỏi vọng vào, "Lục tiểu thư đã thức dậy rồi sao?" Tiếng nói vừa dứt, một người phụ nữ mặc áo tay ngắn màu nâu nhạt tươi cười bước vào, theo sau còn có hai nha hoàn bê khay. Vợ Trần Nhị nhìn thấy Lâm Di thì lập tức cúi người nhận lỗi, đều là do bọn nô tỳ suy nghĩ không chu đáo, khiến Lục tiểu thư phải chịu uất ức. Người vừa rồi còn càn quấy là vậy mà bây giờ đã lại đon đà không thôi. Nhìn thấy dáng vẻ khúng núm của vợ Trần Nhị, Linh Lung không khỏi cong môi cười. Nói gì đi nữa thì tiểu thư nhà nàng cũng là chủ tử, người hầu như thị dĩ nhiên không dám quá phận. Một bát cháo, một đĩa bánh ngọt và bốn món ăn kèm được bày lên bàn, nụ cười trên mặt vợ Trần Nghị càng thêm tươi giói. bọn nô tỳ sợ tiểu thư còn chưa khỏe, ăn uống cần phải tiết chế, chứ không trong phủ đâu có quy củ gì, không ngờ lại khiến tiểu thư tức giận. Vợ Trần Nghị là con dâu thứ hai của Trần Mama, Trần Mama là cánh tay đắc lực bên người đại bá mẫu, chuyên lo mấy chuyện lặt vặt cho đại bá mẫu. Vợ Trần Nhị được giao quyền quản lý nhà bếp, bình thường cũng coi như là nửa chủ nhân. Làm gì có chuyện bà ta lại đích thân đến nhận lỗi với nàng chỉ vì một việc nhỏ nhặt thế này? Lâm Di nhìn hai tiểu nha hoàn mà vợ Trần Nhị dẫn đến, hai tiểu nha hoàn bắt gặp ánh mắt của nàng liền rụt cổ lại, trông như bị oan ức lắm. Nàng rời mắt nhìn sang bàn đều là những món ăn Phúc Ninh chế biến cực kỳ khéo léo, chả gà viên lăn gạo nếp thơm lừng, gan heo xào, cùi quả vải mọng nước, ngay cả cháo cũng thoang thoảng thơm mùi lá trúc. Trong thời gian ngắn mà có thể làm được nhiều món đặc trưng của Phúc Ninh như vậy, đúng là tốn không ít tâm huyết. Sau khi sống lại, mỗi lần quan sát từng hành động của người bên cạnh, nàng đột nhiên phát hiện thì ra thủ đoạn của bọn họ cũng chỉ có thế. Lâm Di khẽ mỉm cười nhìn thấy lâm di cười trong lòng của vợ trần nhị cũng tươi như hoa đúng là đồ nhà quê có khác quá dễ lừa sau khi đi khỏi viện tử vợ trần nhị thoát cái đã ưỡn ngực thẳng lưng cười khinh thường tam lão gia về sau có giữ được danh phận con vợ cả hay không vẫn chưa biết vậy mà vị lục tiểu thư này ngã bệnh còn bày đặt ra vẻ chủ nhân đòi hỏi này nọ vợ trần nhị nghĩ tới đây lại thấy khó chịu cũng may tính thị rộng rãi thôi cứ coi như cho súc vật ăn đi vậy. Vợ Trần Nhị quay đầu sang nói với Tiểu Nha Hoàn bên cạnh. Một lát nữa ngươi dâng cơm cho lão Thái Thái. Nhìn thấy đồng Mama bên người lão Thái Thái thì biết nên nói thế nào rồi chứ. Tiểu Nha Hoàn nọ vội vàng cúi đầu đáp. Biết ạ. À, nô tỳ sẽ nói rằng lục tiểu thư đòi ăn món phúc kiến. Cho người tới nhà bếp làm ầm ý một trận. Bọn nô tỳ đều bị mắng. Vợ Trần Nhị thò tay véo người Tiểu Nha Hoàn hai cái. Tiểu nha hoàn đau tới mức hít mạnh, nô tỳ còn bị đánh. Nghe vậy, vợ Trần Nhị mới hài lòng nhếch môi, nhớ kỹ, không phải để cho đồng ma ma thấy mà phải để cho bà cô bên nhánh trưởng thấy. Từ gốc là cô nãi nãi, danh xưng chỉ người phụ nữ đã có chồng, ở đây chỉ con gái của lão phu nhân bên nhánh cả. Phải để người bên nhánh cả biết Lục tiểu thư từ Phúc Ninh tới là loại chủ nhân hậm hĩnh ngang tàng đến cỡ nào hoàn toàn không phải kiểu khuê tú dịu dàng mà lão thái thái bên nhánh trưởng yêu thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 3, Thay đổi Cổng nguyệt lượng, loại cổng hình tròn, thường trông như một lỗ tròn được khoét giữa bức tường ngăn hai khoảng sân với nhau. Trần Lão Thái Thái Đồng Thị đang ngồi dựa người trên giường La Hán trò chuyện với Tam Cô nãi nãi bên nhánh cả. Giường La Hán là loại giường bằng gỗ, giống giường phản gỗ của Việt Nam, có miếng gác ở ba cạnh. Từ gốc là Tam Cô Nãi Nãi, con gái lão thái thái nhánh cả đứng thứ ba trong họ nên được gọi là Tam Cô Nãi Nãi. Tam Cô Nãi Nãi cầm chén trà khắc hoa mai hồng nhạt lên, nhấp một ngụm. Búp trà bích loa xuân thượng hạng cuộn tròn trong bát xứ, tỏa ra mùi thơm ngát, trà ngon như vậy cũng chỉ có ở chỗ của lão thái thái nhánh thứ hai mà thôi. Lần này bà đến nhánh thứ hai không phải để uống trà mà là vì nhà tam lão gia vừa trở về từ Phúc Ninh. Bích Loa Xuân là một trong 10 loại trà nổi tiếng Trung Quốc được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Búp trà thường kết chặt, cuộn như con ốc, màu trắng sen xanh, mùi thơm ngát, vị ngọt lạnh, khiến cho người uống cảm thấy thư thái, thoải mái, từ chiều đường, tống đã liệt vào cống phẩm. Tam cô nãi nãi vừa cùng lão thái thái cười đùa vừa chú ý động tĩnh trong phòng. Kể từ khi đến Phúc Ninh nhậm chức, đây là lần đầu tiên Tam lão gia dẫn gia đình về kinh. Lão thái thái nhánh thứ hai ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong chưa chắc đã thế. Dẫu sao cũng chẳng phải con ruột, lão thái thái nhánh thứ hai vẫn luôn đề phòng Tam lão gia. Nguyên nhân của chuyện này, Tam cô nãi nãi nhấp một ngụm trà nữa, con cháu trực hệ của Trần thị đều biết lão thái thái nhánh thứ hai một mực không chịu thừa nhận mình là th yota F được nâng lên thành vợ kế lão thái gia nhánh thứ hai lúc ở thiểm xuyên nhậm chức đã tự chủ trương cưới lão thái thái đồng thị dù lúc còn ở thiểm xuyên vẫn luôn coi đồng thị như chính thất thế nhưng cũng không thoái thác được việc trưởng bối ở nhà đã hỏi cưới triệu thị cho mình tuy lúc ấy triệu thị vẫn chưa viên phòng với lão thái gia nhưng do được hỏi cưới đàng hoàng có xính lễ đầy đủ vì vậy triệu thị là vợ cả danh chính ngôn thuận. Triều Đại Chu chưa từng có chuyện nhập nhằng giữa vợ và TH Iota F, triệu thị dĩ nhiên là vợ còn đồng thị là TH Iota F. Phụ thân đồng thị là quan thủ thành tam phẩm, tất nhiên không chịu để con gái mình làm TH Iota F, lão thái gia nhánh thứ hai liền muốn bỏ triệu thị. Nhưng triệu thị xuất thân dòng dõi thư hương, lễ nghĩa đức hạnh đầy đủ, từ khi gả vào trần gia chưa từng có sai sót gì trưởng bối trong tộc ngại với thể diện của họ Trần, hiển nhiên không đồng ý cho lão thái gia nhánh thứ hai bỏ vợ. Thế là lão thái gia nhánh thứ hai liền ở lì tại tiểm xuyên với đồng thị không chịu về kinh. Triệu thị và đồng thị chưa từng gặp mặt, cũng chưa hề phân lớn phân nhỏ rạch ròi. Vốn dĩ cứ để như vậy mãi thì sẽ lợi cho đồng thị, bởi dù gì đồng thị cũng đã sinh con cho Trần gia. Triệu thị tuy có công phụng dưỡng trưởng bối, nhưng một mụn con cũng không có, Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, nam giới vốn là mèo thích ăn vụng, trong một lần có việc phải trở về kinh, lão thái gia nhánh thứ hai đã bị sự dịu dàng của triệu thị làm cho rung động, thật sự trở thành vợ chồng với bà suốt một năm. Bụng triệu thị cũng không chịu thua kém, vừa sinh là được ngay người con trai, thoáng cái liền áp đảo đồng thị. Mà đồng thị cũng đủ khôn khéo, cùng con cái kiên trì ở lại vùng đất lạnh khủng cây ếch Yota ép kia. Chờ đến khi Triệu thị qua đời mới theo lão thái gia nhánh thứ hai vào kinh, sau đó nhanh chóng nắm giữ cả nhánh thứ hai. Lão thái thái đồng thị của nhánh thứ hai Trần gia, tuy muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng đến nay vẫn không hề từ bỏ chuyện tranh giành vị trí chính chê. Phải biết rằng Triệu thị là vợ cả do chính tay trưởng bối Trần gia lựa chọn, tên tuổi đã sớm được ghi vào gia phả nhà họ Trần. Tam lão gia do Triệu thị sinh ra cũng đã thành con vợ cả cho nên hễ là chuyện liên quan đến vị trí con vợ cả, đồng thị liền đau đầu không thôi. Tam cô nãi nãi đặt chén trà xuống bàn, đang định ướm lời muốn gặp lục tiểu thư của tam lão gia thì bên ngoài chợt vang lên tiếng quát của mama bên cạnh đồng thị, sao lại bất cẩn như vậy. Không biết tiểu nha hoàn áo xanh nói cái gì đó, thoáng cái đã thấy vành mắt sưng đỏ. Tam cô nãi nãi làm như không để ý thấy, nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn giỏng tai lắng nghe giọng nói đứt quãng từ bên ngoài vọng vào. Món phúc kiến làm không đúng vị nên lục tiểu thư. Món phúc kiến, hẳn là nhà tam lão gia mới từ Phúc Ninh trở lại nên không quen đồ ăn ở Kinh Thành, so với Phúc Ninh thì khẩu vị ở Kinh Thành hơi mặn hơn. Tam cô nãy nãy liếc nhìn hân ma ma bên cạnh mình, hân ma ma lập tức cười nói, để nô tỳ đi lấy lễ vật mà nãy nãy chuẩn bị cho nhị lão thái thái. Tam cô nãy nãy mỉm cười gật đầu, đã có động tĩnh thì ra ngoài hỏi thăm chút cũng tốt. Lúc trước mẹ bà có quan hệ không tệ với Triệu thị mẹ của Tam lão gia, thế nên đến giờ mẹ bà vẫn hay nhắc tới gia đình của Tam lão gia. Lần này Tam lão gia dẫn hai đứa con trở lại, mẹ bà cũng có ý muốn gặp. Có thể nghe ngóng chút tin tức thì trở về bà cũng có thứ mà báo lại. Một lát sau Đồng Mama từ bên ngoài đi vào. Dù sao cũng là người bên cạnh lão thái thái, bất kể gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh. Lão thái thái, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi à? Tam cô nãy nãy đứng dậy, đi tới đỡ Trần lão thái thái. Ngoài cửa chợt vọng vào tiếng của tiểu nha hoàn, tứ tiểu thư đến. Tam cô nãy nãy quay đầu nhìn ra cửa, tấm rèm xanh nhạt nhẹ nhàng được vén sang một bên, Trần tứ tiểu thư Lâm Phương bước vào phòng, áo gấm màu hồng cánh sen bên ngoài khoác áo sa mỏng màu tím nhạt có thêu kim tuyến, cổ đeo khóa như ý chạm trổ hình mẫu đơn tinh xảo, tóc búi kiểu lăng yến cài trỗi ngọc tết tơ vàng, đeo trang sức bằng san hô. Tam cô nãi nãi lập tức nở nụ cười. Trần lão thái thái nói, biết nãi nãi thích Lâm Phương nên cố ý gọi con bé tới chơi với nãi nãi đấy. Tứ tiểu thư Lâm Phương là con gái của Trần Nhị Lão Gia, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, trang nhã, rất được trưởng bối trong tộc yêu thích. Trần Lão Thái Thái còn mời nữ tiên sinh tới dạy học cho Lâm Phương từ rất sớm. Hai năm qua trong kinh ai cũng biết Trần Gia có một vị tứ tiểu thư tài mạo song toàn. Lâm Phương tiến lên đỡ cánh tay còn lại của Trần Lão Thái Thái. Tam cô nãi nãi thân thiết nói, vốn dĩ định đón cháu tới chỗ ta chơi một lát mà chỉ sợ Lão Thái Thái không chịu. Trần Lão Thái Thái phỉ cười, mau dẫn con bé đi đi, có bị phiền cũng chẳng phải là ta. Lâm Phương nhìn Tam Cô nãi nãi mỉm cười rồi quay sang nhận lấy một cây quạt trong tay nha hoàn cạnh mình. Cháu vừa thêu xong hình hoa sen cho cây quạt này, đang định cho người đưa tới chỗ cô mẫu đây. Quạt thêu bằng chỉ tơ thế này, có thể nói là phải tốn không ít công sức. Lúc trước thấy lão thái thái nhánh thứ hai có một cây, bà chỉ thuận miệng khen một câu, không ngờ con bé Lâm Phương này lại nhớ trong lòng. Nụ cười trên mặt Tam cô nãi nãi càng tươi hơn, con bé này không sợ hỏng mắt à? Lâm Phương nhẹn môi cười, thân thiết nói, cô mẫu thích là được rồi. Không những xinh đẹp mà tính tính cũng tốt, Tam cô nãi nãi càng nhìn càng thích. Nhánh cả ít con cháu, mẹ bà vốn là người lạnh nhạt nên cũng không hay qua lại với thân quyến, chỉ có Lâm Phương là thường qua trò chuyện với mẹ bà. Đã chừng ấy năm mà con bé này vẫn không thay đổi. Mấy người đang nói chuyện thì chợt nghe nha hoàn bên ngoài hô, "Lục tiểu thư tới." Tất cả mọi người thoáng kinh ngạc. Hai mắt Tam cô nãi nãy hơi sáng lên, chẳng phải Lục tiểu thư đang bệnh phải nằm giường sao? Sao có thể đứng dậy rồi? Trần lão thái thái đặt chén trà trong tay xuống, "Con bé này, người không khỏe sao còn tới đây?" Lâm Di đứng ở bậc cửa, cách tấm rèm lưu ly li vừa vấn an Trần Lão Thái Thái vừa cúi người chào người phụ nữ lạ mặt cạnh đó. Trần Lão Thái Thái cười hiền từ, mau vào đi. Được cho phép Lâm Di mới vén rèm tiến vào. Tam cô nãy nãy quan sát đứa cháu gái thứ sáu chưa từng gặp này từ trên xuống dưới một lượt. Lục tiểu thư Lâm Di mặc áo màu hồng phấn thêu hoa, eo thắt dây lụa xanh, tóc búi kiểu song loa thường thấy ở các bé gái, hoàn toàn là cung cách khi ở nhà, so ra thì không chỉn chu bằng lâm phương, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, thùy mị. Trần Lão Thái Thái giới thiệu với Lâm Di, đây là tam cô mẫu của cháu, nhiều năm không gặp còn hơi xa lạ, sau này qua lại nhiều hơn là được. Lâm Di lễ phép quỳ xuống hành lễ với tam cô nãi nãi. Tam cô nãi nãi tươi cười bước tới đỡ Lâm Di dậy, đường nét gương mặt của con bé này rất giống tam đệ. Trần Lão Thái Thái vẫn cười rất hiền, nhưng nét mặt đồng ma ma đã hơi sượng cứng tim sen có đắng hay không chỉ người ăn mới biết nụ cười trên mặt tam cô nãi nãi càng thêm tươi tắn tam đệ trưởng thành giống triệu thị bà cố ý nhắc tới triệu thị là muốn cho lão thái thái nhánh thứ hai biết cuộc sống giàu sang phú quý không dễ hưởng thụ như vậy đâu trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn ngay cả huân hương tỏa ra từ lư hương cũng nhẹ nhàng mà bay lên lâm di quay người nhận lấy hộp thức ăn trong tay quất hồng không có việc không lên điện tam bảo vợ trần nhị cho nha hoàn đưa tới nhiều món phúc kiến cầu kỳ như vậy e rằng chẳng phải vì sợ nàng trách tội mấy ngày nay đều nhờ được tổ mẫu quan tâm chăm sóc nên bệnh của cháu mới nhanh khỏi như vậy nhìn món ăn phúc kiến trên bàn trần lão thái thái nở nụ cười con bé này sao lại khách khí với tổ mẫu như thế lâm di cười nói nhà bếp sợ cháu không quen khẩu vị trong kinh nên cố ý làm riêng cho cháu ăn cho nên cháu cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Mượn hoa hiến Phật, thành ngữ chỉ chuyện dùng của người này để lấy lòng người khác, giống như lấy xôi làng đãi ăn mày. Như thể hiếm khi có được con cháu có lòng hiếu thảo như vậy, Trần lão thái thái kéo Lâm Di tới ngồi cạnh mình. "Cháu không biết ta đau lòng thay các cháu thế nào đâu. Ta đã bảo cha cháu đưa huynh muội cháu vào kinh từ sớm để ta chăm sóc, cho cha cháu tập trung vào con đường làm quan của mình." nhưng cha cháu lại không nỡ, một mực giữ con cái kẻ kẻ bên người, cho nên các cháu mới phải theo nó hối hả ngược xuôi, chịu biết bao cực khổ như thế. Trần Lão Thái Thái trông hệt như một người bà hiền hậu, giọng điệu nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng cảm động đến suýt rơi nước mắt. Bà ta đưa tay ôm Lâm Di vào lòng, vừa nói vừa cảm thán giống như đang vô cùng hối hận. Lâm Phương cũng bước tới ngồi xuống, thân thiết nắm tay Lâm Di, lục muội muội trở lại, Chắc hẳn tổ mẫu cũng nhẹ nhõm hơn. Trần lão thái thái cười nói, "Bây giờ ấy à, chỉ toàn là việc vui thôi." Nói xong lại hỏi Lâm Di, "Cháu thấy trong người thế nào? Có cần mời lang trung đến khám lần nữa không?" Lâm Di rời khỏi lòng Trần lão thái thái, trải qua một màn vừa rồi, nàng cũng bớt khách sáo đi, "Cháu gái đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, à? trước giờ cháu rất ít khi ngã bệnh, lần này có lẽ là do đường xá xa xôi nên mới sinh bệnh." Tam cô nãy nãy bên cạnh nghe vậy thì cười nói, ta đi xa nhất cũng chỉ mới tới bồi đô, khổ cho lâm di, khi không phải theo tam đệ đi một quãng đường xa như vậy. Bồi đô, thủ đô thứ hai, chỉ thành phố lớn thứ hai của một đất nước, với quy mô kinh tế, chính trị, văn hóa. Tương đương với thủ đô. Khi không đi một quãng đường xa như vậy, Ý của tam cô nãi nãi là nàng không nên theo phụ thân vào kinh hay là nhà bọn họ không nên dọn đến nơi xa xôi như Phúc Ninh. Bất kể là ai cũng có thể nghe được ẩn ý trong câu này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 4, Tính Toán Nói cười một bận, bữa trưa cũng trôi qua khá hòa thuận. Dùng bữa xong, Lâm Phương và Lâm Di cùng ra ngoài đưa tiễn tam cô nãi nãi ra về. Đi đến trước cổng Nguyệt Lượng, Lâm Di chợt nhớ ra, cháu có làm băng đeo chán cho tổ mẫu và bá tổ mẫu. Tam cô nãi nãi cầm về cho bá tổ mẫu giúp cháu. Hôm khác cháu và mẫu thân sẽ đến thỉnh an người. Bá tổ mẫu, mẹ của tam cô mẫu. Tam cô nãi nãi cười nói, cháu mới khỏi bệnh, không nên phí sức làm mấy thứ này. Lâm Phương nói đỡ cho Lâm Di, đây là tấm lòng của lục muội muội dành cho trưởng bối. Ngày nào chúng cháu cũng đau đầu suy nghĩ không biết nên tặng cái gì cho trường bối, cũng coi như để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo. Tam cô nãy nãy nói giúp vài câu ở trước mặt bá tổ mẫu, lúc lục muội muội tới phủ thỉnh an cũng thấy thoải mái hơn. Tam cô nãy nãy nghe Lâm Phương nói vậy cũng thoải mái hơn, vẫn là cháu thông minh. Lâm Di và Lâm Phương nhìn nhau mỉm cười. Bên trong hòa hợp đường, trần lão thái thái ngồi trên ghế gỗ lim cẩn hoa ngắm chậu đào cảnh đang đơm nụ vừa được đưa tới nhìn được một lát thì phất tay cho người đổi lại bình cắm hoa đào bà cụ nhíu mày tam thái thái đã về chưa đại thái thái dẫn tam thái thái đến thủy nguyệt am gần đó thắp nhang cho dược vương ra đồng ma ma thưa thưa vẫn chưa à thắp nhang xong còn ăn cơm chay rồi nghe tụng kinh ít nhất cũng phải một hai canh giờ nữa hai người mới về tới Nói vậy lục nha đầu đến phòng bà ta không phải do vợ lão tam bảo. Bảo người lưu ý xem bên chỗ tam lão ra có động tĩnh gì không. Trần lão thái thái nghĩ tới đây thì hơi nheo mắt lại, có một số chuyện không thể không phòng trước. Thấy sắc mặt trần lão thái thái không được tốt lắm, đồng ma ma thấp giọng thưa, theo nô tỳ thấy, tám phần là trùng hợp thôi, lục tiểu thư còn nhỏ, sẽ không để ý được tới mấy chuyện này đâu. Vẻ mặt kinh ngạc của lục tiểu thư khi nhìn thấy tam cô nãi nãi không hề giống như đang giả vờ. Nói tới đây, đồng ma ma dẫn tiểu nha hoàn trong nhà bếp vào tường thuật lại cho lão thái thái nghe. Lục nha đầu ra tay đánh người. Đồng ma ma gật đầu, bọn người dưới nói như vậy ạ. À? Bịa chuyện cũng không biết sao. Trần lão thái thái cao có ra mặt, dáng vẻ rẻ rặt đó của lục nha đầu giống loại người ngang ngược càn quấy chỗ nào, tam cô nãi nãi làm gì tin chứ. Lục nha đầu bưng thức ăn đến phòng ta, nói không chừng nhánh cả sẽ cho rằng là ta hãm hại lục nha đầu ấy chứ. Kế sách ngu xuẩn như vậy cũng chỉ có đứa không đầu óc như vợ lão đại nghĩ ra mà thôi. Đồng ma ma khom người nói, nô tỳ đã ém chuyện này xuống rồi, người ở nhà bếp chung sẽ giữ miệng, phía nhánh cả không phát hiện được đâu à. Hôm nay ém được, hôm sau không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì nữa đây nếu vợ lão đại có thể thông minh được một chút thì ta đã không phải nhọc lòng như vậy. Trần lão thái thái lạnh nhạt liếc nhìn đồng ma ma, ta bảo lão tam trở lại là muốn nó ở trước mắt để còn dễ trông chừng, kẻo nó âm thầm làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Người phải cho người mở to mắt ra nhìn, không chỉ là nhà lão tam mà cả tất cả người trong viện này cũng phải cẩn thận canh chừng cho ta. Đồng ma ma khom người thưa, lão thái thái nói rất phải. Trần lão thái thái lấy chuỗi chàng hạt ra từ trong tay áo, bắt đầu lần chàng hạt, theo ngươi thấy, liệu nhánh cả có thích lâm gì không? Đồng ma ma ngồi xuống ghế đầu bóp chân cho Trần lão thái thái, mấy năm ở tiểm xuyên đã khiến gót chân lão thái thái nứt nẻ cả, mỗi khi lập xuân đều sẽ ngứa vô cùng. Không đâu ạ, à. đồng ma ma không hề nghĩ ngợi mà đáp ngay, tứ tiểu thư thân thiết với tam cô nãi nãi cũng chẳng phải là chuyện mới đây. Lão thái thái nhánh cả tính tình lạnh nhạt là vậy, chẳng phải cũng đối xử khác biệt với tứ tiểu thư sao. Lục tiểu thư có chu toàn lễ nghĩa đến đâu vẫn khó mà lọt được vào mắt lão thái thái. Thái thái không thấy ánh mắt của tam cô nãi nãi luôn đặt trên người tứ tiểu thư của chúng ta ư. Bất kể là tính tình hay dung mạo, Lâm Phương cũng là một chọn trong nghìn người. Lâm Di theo cha mẹ lớn lên ở thành trấn Lạc Hậu, hẳn sẽ không hiểu biết nhiều. Trần Lão Thái Thái bất giác nghĩ tới đường nét gương mặt của Lâm Di, chẳng lẽ giống tiện nhân triệu thị kia thật sao? Thảo nào triệu thị lại mê hoặc được lão ra? Chỗ nứt ở chân không còn ngứa nữa, nhưng vết nứt trong lòng làm thế nào cũng không thể khỏi hẳn. Lúc ở thiểm xuyên bà khổ cực nuôi dưỡng con cái, lão ra lại ở trong kinh cùng tiện nhân kia tiêu giao hưởng lạc. Bà ta chịu đựng nhiều năm như vậy đều chỉ vì muốn cái danh phận con vợ cả cho con cái của bà mà thôi. Không thể coi thường lão Tam. Tiện nhân triệu thị kia quỷ kế đa đoan, thằng con hoang ả sinh ra cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Năm đó bà ta cũng tin tưởng danh tiếng hiền thục của triệu thị. Ai ngờ ả còn đê tiện hơn cả kỹ nữ trong trốn kỹ viện, nhìn thấy lão ra liền nhào đến, nếu không đã chẳng hoài thai thằng con hoang kia. Lâm Phương và Lâm Di đưa tam cô nãi nãi đến cửa Thùy Hoa, dõi mắt nhìn theo đến khi cỗ kiệu khuất bóng mới quay trở lại. Cửa Thùy Hoa, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Mấy ngày nay hoa đào nở rộ, các tiểu thư trong kinh thường hay trưng hoa đào trong khuê phòng. Lâm Phương nắm tay Lâm Di, trông thân thiết như hai người là chị em cùng một mẹ muội cũng thấy trong phủ có trồng không ít lâm phương cười nói phủ chúng ta trồng nhiều chủng loại đào nhất đấy để ta dẫn muội đi dạo một vòng xem thử từ lúc nàng trở về đến giờ tính ra cũng không phải là quá ngắn nhưng chưa từng có ai chủ động đề nghị dẫn nàng đi dạo quanh vườn được lâm di lập tức đồng ý mùa này ngắm hoa đào cũng là ý không tồi trần lão thái thái thích hoa đào nên sau khi nhánh thứ hai dọn vào liền trồng rất nhiều xuyên qua ba vọng đình chính là vườn hoa đào lâm phương vừa ngắm vừa dẫn lâm di đi tới vườn phía đông phía đông là chỗ ở của đại bá phụ và đại bá mẫu quất hồng vẫn đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình thấy cảnh trí xa lạ trong lòng có hơi sợ hãi liên tục quay đầu nhìn quanh xem đường có muốn ngắm hoa đào thì cũng không cần đi xa như thế vậy mà hai vị tiểu thư vẫn như không có ý gì là sắp ngừng lại cả bên kia là phương phi uyển chúng ta tới đó hái hai cành đào đi nghe lâm phương đề nghị lâm di cũng gật đầu tán thành cuối con đường lát đá xanh có một con đường mòn vắng vẻ rụng đầy cánh hoa đào vừa đặt chân vào thì ngay cả vạt áo cũng nhiễm hương thơm đúng là một nơi đầy sức quyến rũ không ai cưỡng lại được nhất là khi lâm di rất ít thấy cảnh vườn đào đẹp như vậy bước chân của lâm phương dần chậm lại lâm di thì giống như đã nhìn đến mê mải vô thức dẫn theo quất hồng đi sâu vào trong. Không biết đã đi tới đâu, Lâm Di chỉ có cảm giác rằng mình đã lạc vào một biển hoa bát ngát. Nhìn thấy một cành đào đầy nụ chưa nở hết, nàng với tay định bẻ, xong vừa chạm tới chạc cây thì chợt nghe thấy một giọng nữ dê y gì. Nàng giật bắn mình, loạn trọng ngã quỵ ra trên đất. Lâm Phương cũng sợ hãi, lục muội, muội sao thế? Lâm Di không kịp cảm nhận chỗ chân đau, đưa tay ra chỉ về phía trước có có ai ở đó lâm phương nhìn theo hướng ngón tay lâm di chỉ vừa tĩnh tâm lại trần lão thái thái liền muốn luyện chữ trầm hương sốt sắng vén rèm lên đi vào phòng bẩm báo lão thái thái bên liễu di nương xảy ra chuyện rồi liễu di nương lúc trước là nha hoàn nhị đẳng của lão thái thái sau đó được đại lão ra nhìn chúng rồi được nạp làm di nương đồng ma ma đang mày mực bên cạnh lập tức nghiêm mặt liễu di nương đang mang thai lẽ nào trầm hương thở lấy hơi rồi nói tiếp liễu di nương có nguy cơ sinh non ạ à? nghe thấy lời này trần lão thái thái ngước mắt nhìn lên liễu di nương đã có mang năm tháng theo lý thì đã qua thời kỳ nguy hiểm tại sao lại đột nhiên sinh non thấy trần lão thái thái liếc mắt sang chỗ mình đồng ma ma liền hỏi đã xảy ra chuyện gì Trầm Hương đáp, Liễu Di Nương đang tản bộ thì chẳng hiểu sao lại thấy đau bụng. May nhờ có tứ tiểu thư và lục tiểu thư vô tình bắt gặp. Thế là thế nào? Tại sao hai vị tiểu thư lại tới chỗ của Liễu Di Nương? Trần Lão Thái Thái nhíu mày, nhà đầu bên cạnh Liễu Di Nương đâu? Gọi vào đây. rèm cửa khẽ động, Tiểu Thanh bước tới trước hành lễ với Lão Thái Thái, vừa trải qua cơn kinh hãi, Tiểu Nha Hoàn ăn nói không được trôi chảy cho lắm, nô tỳ đến nhà bếp lấy điểm tâm cho Di Nương. Lúc nô tỳ đi Di Nương vẫn ổn. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Di Nương đột nhiên đau bụng. Vừa nói Tiểu Thanh vừa rơi nước mắt lã chã. Bên cạnh Liễu Di Nương chỉ có một nha hoàn hầu hạ, nha đầu này bình thường nửa bước cũng không rời Liễu Di Nương, tại sao hôm nay lại bỏ tới nhà bếp lâu như vậy? Trần Lão Thái Thái vịn tay lên chiếc gối lót tay viền vàng có thêu hoa văn lưu vân đỏ tím, lấy đà đứng dậy, còn chờ cái gì nữa? Mau mời lang trung tới xem. Trầm hương giả, một tiếng rồi cuốn quýt dẫn tiểu thanh lui ra. Trần lão thái thái âm trầm nhìn về phía đồng ma ma, tới đó xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở buồng trong, liễu di nương mặt trắng bệch đang cuộn người nằm trên giường, bàn tay với những móng tay được nhuộm màu bằng hoa thủy tiên tím đang nắm chặt một cái yếm trẻ con thêu chữ phúc, phu miệng dê y gì từng hồi. Lâm Di và Lâm Phương nhìn hai mama vào phòng hỏi han mấy câu, chỉ lát sau lại thấy đồng mama chuyên hầu hạ bên cạnh lão thái thái bước vào. Thấy Lâm Di và Lâm Phương, đồng mama kinh ngạc kêu lên, sao hai vị tiểu thư vẫn còn ở đây? Lâm Phương hơi giật mình, mặt mũi tái mét không biết trả lời thế nào, đành mở to mắt nhìn Lâm Di. Lâm Di lấm lem bùn đất, đang được nha hoàn đỡ đứng một bên. Quất Hồng nhỏ giọng trình bày, Lục tiểu thư bị chật chân, đã cho người đi lấy thuốc rồi ạ. À? Đồng ma ma nhìn xuống chân Lâm Di, thế sao được? Vừa nói bà ta vừa ra lệnh cho tiểu nha hoàn trong phòng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau sai người mang kiệu lại đây. Tiểu nha hoàn dạ, một tiếng rồi chạy ra ngoài, Đồng ma ma bước tới đỡ Lâm Di, Lục tiểu thư ngồi xuống trước đi, ngoài chân ra còn chỗ nào bị thương nữa không? lâm di nhíu mày chỉ có chân hơi đau thôi ma ma không cần bận tâm tới ta mau tới xem nàng không biết nên xưng hô với người trong phòng thế nào mới đúng đồng ma ma nhìn theo ánh mắt của lâm di lục tiểu thư chỉ mới trở về đương nhiên không biết người trong phòng này là ai xác định hai vị tiểu thư vẫn bình yên vô sự xong rồi đồng ma ma mới đi xem liễu di nương lâm di ngồi xuống chiếc ghế có lót nệm gấm nghe thấy liễu di nương khổ sở cầu khẩn, xin đồng ma ma cứu đứa trẻ trong bụng tôi. Lâm di liếc sang Lâm Phương, Lâm Phương làm như không để ý nhưng vẫn theo bản năng nghiêng đầu về phía buồng trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 5, nghi ngờ. Lâm di lắc đầu, là muội muốn ngắm hoa đào, không liên quan tới tứ tỷ. Hạ nhân đưa Lâm Di tới phòng của Trần Lão Thái Thái bởi đã biết trước rồi nên Trần Lão Thái Thái đã sai người chuẩn bị sẵn thuốc. Trầm Hương và Thạch Nam tiến lên giúp Lâm Di cởi vớ chân ra. Thấy cổ chân Lâm Di chỉ hơi đỏ, Trần Lão Thái Thái cũng thở phào, may mà không tổn thương đến gân cốt. Đại nhà đầu trong phòng Lão Thái Thái đều là người tay chân nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã băng bó xong chân cho Lâm Di, Lâm Di cảm nhận được nơi cổ chân có đắp thuốc hơi lành lạnh. Cháu thấy sao rồi? Trần Lão Thái Thái Ân cần hỏi thăm. Lâm Di gật đầu, cháu gái đã thấy dễ chịu hơn nhiều à? Nghe vậy, vẻ mặt Lão Thái Thái mới thoải mái hơn, nhưng ngay sau đó bà liền nghiêm mặt, tại sao các cháu lại chạy vào tiểu tinh viện của đại bá phụ cháu hà? Lâm Di cúi đầu, là do cháu mãi ngắm hoa đào nên không chú ý. Lâm Phương nhìn vết thương của Lâm Di, tỏ ra cực kỳ hối hận, là cháu dẫn lục muội muội đến đông viện, cháu muốn bẻ vài cành đào thật đẹp cho tổ mẫu, cho nên mới. Thì ra là vì muốn tỏ lòng hiếu thảo. Quả nhiên sắc mặt của lão thái thái liền dịu đi. Hai nhà đầu vẫn còn trong sân viện của phủ, không tính là vượt phép. Lão thái thái thở dài, nhìn lâm phương trách cứ, cháu lớn tuổi hơn thì phải biết để mắt tới muội muội chứ, sau này ra ngoài phải dẫn theo ít nhất hai nha hoàn, biết chưa? Lâm phương gật đầu, Thân mật ngồi xuống cạnh Lâm Di hỏi Han, hay là để Lục Muội Muội tới ở cùng cháu đi, như vậy cháu cũng tiện chăm sóc cho muội ấy hơn. Hơn nữa, nói tới đây, Lâm Phương mỉm cười thoải mái, nghe nói Tam Thúc phụ có mời cho Lục Muội Muội một nữ tiên sinh nổi danh Hạnh Lâm Thánh Thủ. Lục Muội Muội hẳn cũng học được không ít, cho nên cháu muốn nhờ Lục Muội Muội chỉ dạy đôi điều. Hạnh Lâm Thánh Thủ, cũng từ dùng để ca ngợi người có y thuật giỏi giang. Hạnh Lâm Thánh thủ, lão thái thái nhìn về phía Lâm Di, bà cũng nghe nói nữ tiên sinh mà lão tam mời cho Lục nha đầu có lai lịch không hề đơn giản, là Ngữ Thu tiên sinh nổi tiếng kia sao? Nhân Ngữ Thu là cái tên mà ai ai ở trong kinh thành cũng biết đến. Người này vốn dĩ là tiểu thư dòng dõi thư hương, sau khi gia đình xa sút thì trở thành nữ tiên sinh, dốc lòng nghiên cứu y thuật, thường xuyên đi khám bệnh cho các tiểu thư, phu nhân, được xưng tụng là nữ thần y. Nếu không phải mẫu thân Lâm Di vừa hay có quen biết ngữ thu tiên sinh, tiên sinh đã chẳng đồng ý dạy nàng. Lâm Di khẽ gật đầu xác nhận. Lâm Phương hâm mộ nói, vừa rồi lục muội muội nhìn liễu Di nương mãi, ta thường nghe người ta nói về cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết, chắc hẳn lục muội muội đã học được không ít rồi. Lão Thái Thái nghe vậy thì quay lại nhìn Lâm Di chầm chập mẫu thân của Lâm Phương là Trần Nhị Thái Thái Điển Thị. Bà ta ngồi trên chiếc phản gỗ trải thảm nhung, bên cạnh đặt chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn chạm trổ hình hoa mẫu đơn, ngay bên là một tấm bình phong có viền sơn son nạm vàng, tỉ mỉ theo thùa. Đại nha hoàn bên cạnh Điển Thị tên Nguyên Hương tiến tới nói thầm, chuyện liễu di nương ầm ý cả rồi. Điền thị không hề ngẩng đầu lên. Nguyên Hương nói tiếp, Liễu Di Nương ngã ở trong sân, được lục tiểu thư phát hiện hiện giờ tứ tiểu thư và lục tiểu thư đang ở trong phòng của lão thái thái điền thị khẽ nhếch môi lão thái thái tất nhiên sẽ gọi hai con bé tới cha hỏi nguyên hương lo lắng hỏi liệu trưởng phòng có đổ tội lên người chúng ta không điền thị nhướng mày buồn cười nói chuyện này liên quan gì tới chúng ta chứ người biết y thuật là lục tiểu thư chứ không phải lâm phương nhà chúng ta sau này mà có tin đồn rằng Liễu Di Nương bị đánh thuốc truyền ra ngoài, vậy cũng là do người hiểu y thuật mới có thể nói có bài bản hẳn hoi được. Điền Thị ngừng một chút mới nói tiếp, ta chỉ cần nhắc nhở đại thái thái, đối thủ của bà ta là nhà Tam Thúc chứ không phải chúng ta. Điền Thị vừa nói vừa thả kim thêu xuống, chắp hai tay trước ngực, thành kính như tín nữ đang quỳ trước tượng Phật, A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi. Ta cũng vì cứu người mà thôi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng. Điền thị lại cầm kim theo lên, tiếp tục theo nốt phần mắt chim hỉ thước đang đậu trên cành. Ta không giống đại thái thái, ta muốn tích phúc cho bân ca và phương tỷ của chúng ta. Ca nhi và tỷ nhi là đại từ nhân xưng gọi bé trai và bé gái của người xưa. Nguyên hương cũng rất tán đồng, cười nói, thái thái của chúng ta là người lương thiện nhất. Điền thị khép hờ mắt, nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm mơ hồ khiến thị trông như một vị quan âm đang cầm phất trần. Đại thái thái trông coi nhà bếp nhiều năm như vậy, đã muốn hạ độc liễu di nương thì sẽ không để lại chút dấu vết, lão thái thái có cha cũng chẳng cha được gì. Đến lúc đó, thị chỉ cần cho người quạt tí gió thổi tí lửa bên tai liễu di nương, gợi ý cho liễu di nương đi cầu xin lục tiểu thư hiểu ít chút y thuật thì cây củi đang cháy này sẽ đốt thẳng tới nhà của tam thúc đến lúc đó nhà thị chỉ cần bàng quan đứng nhìn. Nói cho cùng, thị có suy nghĩ như thế cũng là vì cái nhà này thôi, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhà họ Trần suy bại trong tay đại thái thái. Nghe nhắc đến y thuật, Lâm Di đưa ống tay áo che tiếng cười vừa bật ra khỏi môi, nếu nói tới mấy chuyện đó, e rằng cháu còn không biết nhiều bằng tứ tỷ. Cháu đi theo ngữ thu tiên sinh học tập cũng chỉ nhận biết vài loại thảo dược, nhưng không phải dùng để chữa bệnh lâm phương ngẩn người lão thái thái tò mò hỏi vậy cháu học những gì lâm di nhướng mày mấy vị thuốc có thể dùng làm sáp thơm vừa nói nàng vừa giơ ngón tay nhẩm đếm hoa đào tường vi đậu khấu trắng bạch phục linh lá tử tô cũng rất có ích nói tới đây nàng ngừng một thoáng các chủng loại cỏ thuốc nhiều vô số kể cháu gái cũng không nhớ hết được tiên sinh có nói nghe cho biết thôi cũng được bởi vậy người cũng không dạy dỗ kỹ càng thêm. Cháu bảo nha hoàn hái hoa đào trong sân là để làm nước cốt đấy. Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Lâm Phương, nếu tứ tỷ muốn học thì muội sẽ chỉ cho tỷ. Thật lâu sau Lâm Phương mới hoàn hồn, thì ra lục muội muội học những thứ này. Lâm Di nói, về phần vị di nương kia của đại bá phụ. Cháu thấy lạ mặt cho nên mới nhìn kỹ hơn một chút. Lão thái thái hơi cong môi cười đi theo nữ tiên sinh mà chỉ học được mấy vị thuốc như vậy. Mà thôi, tiểu thư khuê các có học nhiều cũng chẳng ích gì. Lâm Di ngồi thêm một lúc thì thấy chân đã hết đau. Lão Thái Thái lệnh cho hạ nhân đưa Lâm Di trở về, Lâm Phương cũng đi theo ra ngoài. Hai vị tiểu thư vừa đi, đồng ma ma vén rèm tiến vào. Lão Thái Thái khoanh chân ngồi trên giường la hán nhìn đồng ma ma, đồng ma ma không dám chậm trễ, nói nhỏ lang trung tìm thấy bã khiên nghiêu tử trong thuốc của liễu di nương khiên nghiêu tử là loại thuốc có dược tính mạnh phụ nữ có thai dùng nó sẽ sinh non ánh mắt lão thái thái trở nên sắc lẹm đây là lần thứ mấy rồi không sinh được con trai nối dõi cũng không cho phép người khác sinh trước liễu di nương đã từng có một xác hai mạng ta đã nhắc nhở không chỉ một lần mà nó vẫn chẳng chịu thu tay lại đồng ma ma nhanh nhẹn mở ngăn bàn lấy quạt ra quạt cho lão thái thái lão thái thái hít sâu một hơi lúc trước không có chứng cớ mới để cho nó ở trước mặt ta khóc lóc kêu an uổng lần này xem nó còn lời gì để nói nữa đáng lẽ chuyện trong phòng vãn bối ta không nên nhúng tay nhưng đó dù sao cũng là máu thịt của trần thị ta không thể để nó làm bừa thêm nữa đồng ma ma sợ lão thái thái tức giận quá độ lão thái thái đừng nóng Hiện giờ tình hình của Liễu Di Nương đã ổn rồi, chờ đại thái thái trở về ngài cha hỏi kỹ một chút, chưa biết chừng là có ẩn tình gì đó. Ẩn tình? Lão thái thái cười lạnh, chuyện tới nước này mà còn nói vậy chính là lừa mình dối người. Chọn hai nha hoàn đắc lực một chút sang chăm sóc Liễu Di Nương đi, nhất định phải bảo đảm cho đứa bé trong bụng Liễu Di Nương bình yên chào đời. Lâm Di về tới viện của mình, linh lung đứng ở cửa chờ vừa thấy bóng người liền tiến lên đón hai mắt linh lung hồng hồng rõ ràng là vừa khóc xong tiểu thư thế nào rồi ạ à? lâm di ngồi xuống trên giường lắc đầu nói không vấn đề gì đã đắp thuốc rồi hai tiểu nha đầu dĩ nhiên không tin tiểu thư không sao thì đã không phải ngồi kiệu trở về thấy trong phòng không còn ai khác lâm di đứng dậy đi vài vòng chân của nàng vốn chẳng hề gì lúc lâm phương đề nghị đi ngắm hoa đào là nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lâm phương muốn lợi dụng nàng vậy nàng cứ thuận theo thôi bạch đậu khấu bạch trì bạch phục linh tử tô mặc dù nàng không theo tiên sinh học y lý nhưng cũng hiểu biết ít nhiều không chỉ có mấy vị này khiên nghiêu từ theo nàng nhớ được liễu di nương kiếp trước đã vì vậy mà một xác hai mạng lão thái thái tuy nghi ngờ đại bá mẫu xong lại không tìm được chứng cớ Lúc ở trong phòng liễu di nương, nàng nhân lúc hỗn loạn đã ném vụn khiên nghiêu tử vào trong nửa bát thuốc đang uống dở của liễu di nương. Chỉ cần lão thái thái cho người cha xét nửa bát thuốc kia, nhất định sẽ phát hiện ra khiên nghiêu tử. Một THIOTA ép thất nho nhỏ, tuy không đủ để đại bá mẫu bị trừng phạt quá nghiêm khắc, nhưng sau này đại bá mẫu cũng sẽ thu tay lại. Không chỉ cứu mạng người phụ nữ đáng thương kia mà còn là cứu chính nàng kiếp trước nàng cũng bị người ta hạ độc, bệnh tật liên miên mãi không khỏi. Ở Trần Gia, đại bá mẫu trông coi nhà bếp nên dễ dàng ra tay nhất. Nàng có thể biết về khiên nghiêu tử thì dĩ nhiên cũng hiểu được cách dùng các vị thuốc khác. Kiếp trước cũng bởi vì nàng bệnh tật triền miên nên cả nhà mới ở lại kinh thành. Nếu nàng khỏi bệnh, hẳn cha sẽ đưa cả nhà trở về Phúc Ninh. Nhớ tới Phúc Ninh, Lâm Di không khỏi nao nao, Cuộc sống ở Phúc Ninh chính là thứ nàng hoài niệm nhất. Rời khỏi kinh thành, cha sẽ không quen biết Khang Quận Vương, Lâm Chính Thanh cũng sẽ không tới Trần gia xin cưới nàng, chuyện sau này hẳn sẽ tự nhiên mà thay đổi theo. Đây chính là con đường đơn giản nhất. Nhìn Lâm Di đi lại tự nhiên, hai tiểu nha hoàn không giấu được vẻ vui mừng. Quất Hồng vừa bước tới định nói gì thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng kêu hớt hải, "Lâm Di, chân muội thế nào rồi?" Ngay sau đó rèm liền bị kéo xoẹt sang một bên. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.